với ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam trong năm nay. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. Và ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã được các cơ quan truyền thông thông tin kịp thời tới đông đảo công chúng. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng về hoạt động tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội 13. Tại Trung tâm báo chí Đại hội 13 của Đảng, cả không gian rộng lớn gần như không còn chỗ trống bởi sự có mặt đông đảo của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế tập trung đưa tin về đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tôi thấy rằng là đại hội này, cái việc tác nghiệp của ở phóng viên ở trung tâm báo chí ấy, được chuẩn bị rất là chuyên nghiệp. Tôi cho rằng là với cái sự chuẩn bị như thế này thì tức là báo chí sẽ có đầy đủ các cái điều kiện để tác nghiệp, và tôi nghĩ rằng là các phóng viên báo chí sẽ có thể chuyển những cái thông tin, hình ảnh một cách nhanh nhất về cơ quan báo chí của mình để góp phần vào cái thành công của đại hội. Những thiết bị kết nối hiện đại nhất cùng hệ thống đường truyền với tốc độ nhanh nhất đã được lắp đặt tại trung tâm báo chí của đại hội. Sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo của ban tổ chức đại hội đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ phóng viên yên tâm tác nghiệp, đồng thời truyền tải những thông tin mới nhất, chính xác nhất và hấp dẫn nhất, là cầu nối góp phần thông tin kịp thời tới người dân cả nước và bạn bè thế giới về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trung tâm báo chí không khí tác nghiệp rất là sôi nổi. Các em phóng viên báo chí của mọi miền tổ quốc thì đã hội tụ về đây và mang theo nhiệt huyết tinh thần của địa phương đến với đại hội. Có thể thấy rằng là trung tâm báo chí thì cũng đã trang bị tương đối hiện đại, đặc biệt là trong điều kiện 4.0 này thì việc tác nghiệp trực tuyến cũng đã được trung tâm tiến tới và tính tới. Điều này thì có thể thấy được rằng là cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận cũng như là kịp thời truyền tải các thông tin của đại hội đến với nhân dân cũng như là đảng viên cả nước. Hiện tại thì các anh em phóng viên ở cả nước cũng đã có sự kết nối với nhau để mà có những kịp thời chia sẻ với nhau những thông tin, và mong muốn là ban tổ chức của trung tâm báo chí sẽ có những cái thông tin cũng như hình ảnh kịp thời để mà các anh em báo đài có thể kịp thời chuyển tải thông tin trong ngày để chuyển về phát sóng. Nếu như đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất từ trước tới nay, thì với gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp theo dõi và đưa tin về đại hội, đã cho thấy đây cũng là kỳ đại hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí dành cho sự kiện trọng đại này.